Chào các bạn, mình là Thiên Nga. Chắc hẳn ở đây thì có nhiều bạn gặp phải tình huống khi yêu không kiểm soát được số lượng bài đăng ở trên Facebook, đăng khá nhiều về đối phương này, các status về nhau, rồi thề non hẹn biển. Nhưng rồi một hôm vì một lý do nào đấy mà chúng ta bùm chia tay. Chia tay thì đã buồn rồi, bây giờ lại phải tìm lại đống ảnh đấy để xóa bằng sạch nữa. Ôi thật sự cảm thấy vừa mệt mỏi, vừa buồn, vừa thất vọng ấy. Làm thế nào bây giờ? Đừng lo, đó là lý do tại sao tôi xuất hiện ở đây để hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng quản lý hoạt động trên Facebook. Cùng theo dõi nhé. Để quản lý được hoạt động trên Facebook thì bạn phải cập nhật phiên bản mới nhất. Và đây mình sẽ vào App Store. Facebook thì mình đã cập nhật sẵn rồi, thế nên là mình chỉ cần bấm vào mở này, vào biểu tượng ba thanh ngang và tường nhà của bạn. Ở đây thì hiện lên cái dấu ba chấm này, tích vào đây. Nhật ký hoạt động. Trong nhật ký hoạt động thì sẽ hiển thị tất cả những bài viết bạn đã like, comment và những bài viết bạn đã share. Nó sẽ hiện ở đây hết. Nhưng mà đây thì là một phần cũ và Facebook đã cập nhật lâu rồi. Và phần mình muốn giới thiệu là quản lý hoạt động bên này cơ. Ở đây thì nó sẽ hiển thị bài viết của bạn, ảnh, video và hơn thế nữa. Ở đây thì có 3 tab cơ bản. Đầu tiên là bộ lọc, thứ hai là lưu trữ và thứ ba là thùng rác. Ở bộ lọc này thì gồm có hạng mục, ngày và người. Ở hạng mục thì mình có thể thấy có bài viết của bạn này, cập nhật nội dung, lượt check-in, ghi chú, ảnh, video hay là bài viết từ ứng dụng khác. Mình để tất cả để có thể tìm kiếm một cách rộng hơn. Thứ hai nữa là ngày. Ở đây thì cho phép các bạn có thể giới hạn cái thời gian tìm kiếm ngắn hơn để các bạn tìm kiếm dễ dàng hơn ở trong một giai đoạn nào đấy thôi. Còn thứ ba là người. Mình nghĩ là người là cái mà các bạn quan tâm và dễ sử dụng nhất. Đó, mình tìm tên bạn đó. Ở đây sẽ hiện lên tất cả những bài viết mà mình chia sẻ cùng với người bạn này. Mình bấm vào đây, có thể bỏ đi này, chuyển vào thùng rác. Ok, và tất cả những mối liên hệ của mình và người bạn này đã bị chuyển vào thùng rác. Nhưng mà thực ra đây là một người bạn của mình nhé các bạn. Mình chỉ lấy ví dụ cho các bạn thôi, mình sẽ khôi phục nó ngay. Không tính là bạn mình xem video này, đấm mình chết. Hết tab bộ lọc thì đến lưu trữ. Những cái mà các bạn lưu trữ, ví dụ mình sẽ lưu trữ hai cái này. Lưu trữ. Hai bài viết đó sẽ hiển thị ở trong mục lưu trữ. Đây, đúng hai bài viết hồi nãy nha, nó hiển thị ở trong này. Ở trong lưu trữ thì khi chuyển bài viết, ảnh hoặc là mục khác vào kho lưu trữ, bạn có thể lưu nội dung mình không muốn hiển thị trên trang cá nhân nữa. Chỉ bạn thì mới có thể thấy được các mục này. Bạn có thể khôi phục các mục về trang cá nhân bất cứ lúc nào hoặc là chuyển vào thùng rác để hệ thống xóa đi sau 30 ngày lưu trữ. Bên cạnh đây là thùng rác. Những mục mà bạn đã chọn để xóa đi thì nó sẽ hiển thị ở trong thùng rác này. Và sau 30 ngày thì nó sẽ hoàn toàn xóa khỏi đây. Đây là một cách để cho các bạn có thể dọn dẹp tường nhà này, Facebook mình một cách sạch sẽ, đẹp đẽ và gọi là chuyên nghiệp hơn. Hoặc là xóa đi những mối quan hệ kỷ niệm cũ mà bạn không muốn còn nhắc lại nó nữa. Mình thấy đây là một công cụ cực kỳ hữu ích để hỗ trợ cho các bạn có thể dọn dẹp tường nhà sạch sẽ hơn, chuyên nghiệp hơn. Vừa rồi thì mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn tính năng quản lý hoạt động trên Facebook. Các bạn nghĩ tính năng này có thật sự hữu ích không? Nhớ để lại comment bên dưới cho mình biết nhé. Còn nếu các bạn thích video này, đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Hoàng Hải Channel. Tạm biệt. Chào các bạn, mình là Thiên Nga. Chắc hẳn ở đây cũng có các... Oh my god.